Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở đường Lê Hồng Phong, góc đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương ha. Phía trước mặt Vũ Hồng là đường Hùng Vương, bến xe Thành Bưởi bên đó đó cô chú anh chị, và đường An Dương Vương bên trái là Đại học Sư Phạm ha, Đại học Khoa học Tự nhiên. Rẽ trái là mình về hướng quận 1, quận 3. Bên đây là phường 1, quận 10 ha. Còn bên đây là phường 2, quận 10 nha cô chú anh chị. Đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 ha. Ở đây khu vực này là có rất là nhiều cái chành xe. Đó, có rất là nhiều chành xe luôn nha. Ở đây là gần cái chành xe Phương Trang ha cô chú anh chị. Ngã tư phía trước là ngã tư Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương nha. Còn hướng này là đằng kia là Việt Nam Quốc Tự đó cô chú anh chị, bạn thấy không? Ngay chỗ hồ bơi Kỳ Hòa đó, đường 3 tháng 2. Bên đây là nhà thờ ha, nhà thờ đối diện cái nhà thờ. Trong đây là chợ hoa Hồ Thị Kỷ và chợ đêm quận 11, chợ đêm quận 10 chứ, phường 1 quận 10. Đường Lê Hồng Phong ha, khu này là rất là nhiều chành xe luôn nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị bạn nhìn ha, đường Lê Hồng Phong này, ở đoạn này thì cây cối đồ xanh tươi ha. Rồi hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một cái căn nhà nằm ở trong hẻm 353 đường Lê Hồng Phong này, gần góc ngã tư đường Hùng Vương với đường Lê Hồng Phong hết cô chú anh chị. Gần góc ngã tư đường Hùng Vương với đường Lê Hồng Phong, đối diện với cái giáo xứ Thánh Phaolô này ha. Đó, đối diện này ha. Thì căn nhà mình nằm trong hẻm này. Hẻm này ha. À, hẻm này nha. 353. Rồi mình đi vô nhà nha, mình vô hẻm này ha. Căn nhà đi thẳng vô trong, xong mình rẽ bên tay trái ha. Khu vực ngoài này thì xe hơi đậu được nè. Còn bước vô trong đây đó, đường vô nhà mình nè. Cái hẻm đi thẳng vô mình rẽ phải là đường Trần Nhân Tôn nha. Khu vực này thì khu dân cư hiện hữu, nhà cửa sang sát cao ráo hết ha. Nhà thì ở đây thì đa số có sổ hồng hết rồi, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên. À, mình đi thẳng vô tới đây. Nếu mình rẽ bên tay phải này ra đường Trần Nhân Tôn nè. À, rẽ phải này ra đường Trần Nhân Tôn ha. Rồi cái đường mình mới đi vô nãy nè, xe đợi đậu ngoài đó là mặt tiền đường Lê Hồng Phong nha. Rồi nhà này nằm trong cái hẻm biệt lập này, chỉ có 3 căn nhà thôi. Cái này thì 10 giờ tối thì khóa cửa lại, mỗi người có một cái chìa để mở. Rồi mình đi vô nhà ha. Rồi 353/4A nha. Rồi vô nhà đây ha. Rồi trong đây thì cái khu biệt lập này chỉ có 3 căn nhà thôi. Khu này ở ngoài, phía bên ngoài đường Lê Hồng Phong thì đông đúc nhộn nhịp, nhưng vô đây cực kỳ yên tĩnh luôn ha. Cái cửa này chỉ có 3 nhà thôi, thì buổi tối khóa cửa lại. Rồi mình đi vô nhà ha. Bên đây thì khoảng đất trống này của người ta. À. Rồi tới cửa nhà mình luôn nha. Tới cửa nhà mình rồi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi nhà mình thì có mở cửa bằng vân tay nè, rồi mã số nè, app nè ha, rồi chìa ha, rồi bằng cái cạc nữa nè, có cái cạc nữa ha. Cửa này là tấm sắt nguyên khối cắt CNC nè, rất là dày luôn hả cô chú anh chị, dày luôn, nguyên khối cắt chạy CNC nè, rất là dày luôn. Mở cửa thì mở bằng 5 chức năng ha.
Ở nhà mình nè, ngang 6 mét và chiều dài là 6 mét luôn nha. Ở bên trong thì có một cái lốc nữa nè, cái cửa lớn lốc bên trong nữa nè ha. Ở ngoài là cái cửa khóa số 2023 ha. Bên trong có một khóa lớn nữa nè ha. Rồi, này là sắt cắt CNC nè cô chú anh chị, nhìn thấy nó dày, rất là dày luôn ha. Ở nhà là chủ nhà bán là tặng hết luôn, lấy xe đi thôi. Nhà mặt này là hướng đông nam, mặt bên đây là đông bắc. Đó, nhà mình tới đây luôn ha. Và bên kia khoảng 6 nhân cho 6 á cô chú anh chị. Thì bên hông nhà hàng xóm mình miếng đất, nhà hàng xóm còn cái sân rất là trống, rất là rộng rãi ha. Nên mình làm phía trước mình làm cũng làm cái sân ké theo luôn. Nhìn bên đây qua bên đây, từ nhà mình nhìn sang sân của hàng xóm, mình có được cái sân để xe. Đằng kia làm cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ. Ở dưới là cây thật, ở trên là cây giả. Và ở trên này có tấm bô ly che lại rồi ha. Ở trên là cái sino, ở trên là có sino, ở trên phòng trên lầu 2 là có sino nha, nhà một trệt với hai lầu. Đó. Hiện tại thì chủ nhà làm là theo cái phong cách hiện đại của 2023 thì cầu thang không làm cầu thang đúc. Nhưng mà cầu thang làm bằng sắt với mặt đi bằng gỗ xoài. Thì cái gỗ này nó tính ra giá trị là nó đắt hơn cả mình làm cái đố đúc thiệt luôn nha. Ở đây chủ làm một cái tiểu cảnh nè, có trồng cây rồi cho nó đẹp xinh tươi ngôi nhà. Căn nhà này thì giá nó chỉ ngang ngang với căn hộ thôi cô chú anh chị. Nó cũng giống như một căn hộ nhưng mà mình được một trệt với hai lầu ha, căn hộ duplex ha. Hơn duplex luôn. Triplex luôn ha. Duplex thì có 2 tầng thôi, này là 3 tầng luôn. Cô chú anh chị bạn nhìn ha, 6 nhân cho 6 nha, hơn 6 chút xíu nữa đó. Nhà thì có một số gỗ, chủ nhà làm phần gỗ không là khoảng 300 triệu á cô chú anh chị. Phần gỗ không á, nội thất gỗ không á. Nội thất thì chủ nhà vô đủ hết rồi ha, toàn bộ là xài led âm trần hết. Đó. Cửa đi cửa phòng là gỗ sinh, cửa gỗ là cửa phòng là làm gom sinh pha kính cường lực. Đó. Bếp trên bếp dưới là làm tủ gỗ tự nhiên hết nha. Và kể cả những cái tủ đồng hồ rồi xong xuôi tủ để tivi ở dưới này trên lầu ha, chủ cũng làm bằng gỗ luôn nha. Ở nhà rất đẹp ha, mấy cái sau mấy xung quanh liền kề hàng xóm là chủ nhà làm song sắt đứng lớn ha, để bảo vệ sự bảo vệ cho cái ngôi nhà mình thêm chắc chắn. Và đây mình nhìn lại khu vực cửa nhà mình lối ra nè ha. Ở phía ngoài đường Lê Hồng Phong nhộn nhịp bao nhiêu thì ở trong nhà này lại yên tĩnh bấy nhiêu ha. Đây khu vực CB tổng của nhà mình. Đây bộ thần tài, bộ bàn thờ của ông thần tài thổ địa. Chủ nhà là tặng hết lại cho mình luôn ha. Nếu mình ngỏ ý mình nhận thần tài thổ địa thì chủ nhà để lại cho mình luôn. Cô chú anh chị bạn nhìn ha. Nhà thì chủ nhà xài là bếp xịn nha. Bếp hồng ngoại, bếp điện từ. Mặt bếp bên trong là bằng kính cường lực màu. Mặt dưới là bằng kính bằng đá hoa cương. Đó, chủ nhà làm rất là kiên cố. Ở trên đây là làm sẵn cho mình đèn, rồi máy hút rồi đầy đủ hết ha. Ở trên là tủ cao kịch trần, full trần luôn. Giúp mình để nhiều đồ đạc. Đèn thì nhiều chế độ ha. Đèn thì có nhiều chế độ, xanh trắng đổi màu nè ha. Đó, màu đổi ha. Màu đổi luôn nha. Như Vũ Hồng đã nói rồi, chủ nhà chỉ lấy đi cái xe thôi. Cái xe SH thôi. Còn các thứ còn lại là chủ nhà tặng lại hết cho mình luôn. Đây căn nhà này là do chủ nhà xây để ở, nhưng nay do có công việc nên sử dụng tài chính nên chủ kêu bán. Chứ thật sự ra thì chủ xây là xây để ở nha. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 4 tỷ 350 triệu đồng. Giá này có bớt cho cô chú chị bạn ha. Và đây là nhà vệ sinh ở dưới chợt. Nhà vệ sinh dưới chợt thì cửa bằng cửa nhôm sinh pha, kính cường lực màu. Tường nhà vệ sinh được dán cao lên đến trần rồi. Móc đồ là chủ nhà làm bằng inox 304 toàn bộ luôn ha. Bồn cầu liền khối. Đó, vòi sen, vòi xịt đồ là inox 304 toàn bộ hết luôn nha. Nhìn rất đẹp luôn ha. Đó, nhà thì có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mình nằm ngay trung tâm của quận 10. Giáp với phường 1, quận 10, phường 1, quận 10. Mình nhà mình nằm phường 2 nhưng giáp với phường 1. Là ngay chợ đêm phường 1, quận 10. Và chợ Hoa Hồ Thị Kỷ.
giáp ranh với quận 5, phường 4, quận 5, quận 1 và quận 3 luôn ha. Ở đây là trung tâm của các quận, nơi giao thoa giữa các khu vực luôn nha. Ở đây mình có thể đi 4 quận luôn, mỗi quận chỉ cách nhà mình có được 1 phút là tới thôi cô chú anh chị. 1 phút là tới các quận luôn ha, quận nào cũng vậy nha. Nơi đây là giao điểm giao thoa của nhiều quận ha. Quận 3, quận 1, quận 5, quận 10. Rồi, cô chú anh chị bạn hãy nhắm nhìn lại cái không gian của nhà mình ở dưới này một lần rồi mình lên trên lầu nha. Đó, phía ngoài này ha. Nhà mình á nó giống như là căn hộ nhưng mà lại có được cái khoảng sáng ha, lấy sáng ánh sáng tự nhiên bên ngoài nè. Nắng và gió nè ha. Thì ban đêm thì có một cái đèn bên trong đó dọi xuống cái tiểu cảnh này rất là đẹp luôn nha. Rồi Vũ Hồng, như Vũ Hồng đã nói là ở bên ngoài đường Lê Hồng Phong náo nhiệt bấy nhiêu thì ở trong đây yên tĩnh bấy nhiêu ha. Rồi mời mọi người lên trên lầu nha. Đây cái cầu thang tâm điểm mà Vũ Hồng nói lúc nãy nè. Cầu thang thì người ta thì đúc, thích đúc. Nhưng ở đây chủ nhà thích là làm bằng sắt. Đây là bằng sắt nha cô chú anh chị. Nó bằng sắt và gỗ tự nhiên, đi rất là thoải mái luôn. Mặt bên thì bằng khính cường lực. Đèn này, đèn là đổi chế độ màu, rồi chế độ quay ngược, quay xuôi, đủ thứ hết ra. Rồi, cầu thang đi lên trên lầu nè. Nhà mình mỗi một lầu có một phòng, là trên lầu 2 thì có hai phòng. Cửa phòng thì làm bằng nhôm sinh pha và kính cường lực. Cái tủ này nè, chủ Hồng nhấc thử không nổi luôn á, nặng nhấc không nổi luôn á, bằng gỗ tự nhiên á. Và đằng kia á, cô chú chị bạn thấy không, chủ nhà là trang bị sẵn cho mình nè. Bàn phấn, bàn trang điểm, rồi chỗ để đồng hồ, để đồ trang trí. Đầy đủ nguyên cái khu bên kia là chỗ để đồng hồ, trưng bày của chủ để nhà. Chủ nhà làm là để trưng bày thỏa mãn cái sự đam mê của mình thôi. Chứ không phải là buôn bán gì nha. Và đây cái giường 2m2 x 2m2 đây. Ở đầu giường thì mở cái cửa sổ lùa đó ra. Lùa ra thì ra ngoài khoảng sân và nhìn sang khu vực sân của nhà hàng xóm. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình đèn led, đèn màu và máy lạnh luôn rồi ha. Ở khu vực xem tivi thì chủ nhà trang bị cho mình sẵn một cái tủ dài. Đó, cái tủ dài như thế này. Đó. Cái này là gỗ tự nhiên nha. Rồi. Ở đây khu vực này mình lắp tranh hay lắp tivi cũng được ha. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cửa nhà vệ sinh để đỡ tốn phần diện tích với thêm tăng thêm phần hiện đại của căn nhà. Thì bên trong là chủ nhà là dán gạch cao lên đến trần hết, gắn sẵn cho mình máy nước nóng năng lượng mặt trời. Năng nước nóng gắn sẵn, thừa sẵn chỗ để gắn máy nước nóng xài trực tiếp. Và ở dưới đây thì có bồn cầu liền khói. Ở đây là chủ, nếu mình lắp cái máy nước nóng vô đây, lắp máy nước nóng vô đây thì mình sẽ xài trực tiếp ra đây luôn ha. Xài trực tiếp ra đây chứ không phải mình xài dây ra từ máy ra nha cô chú anh chị. Đó, kính, chậu rửa, lavabo. Ở đây nè, đó, mình lắp vô đây. Mình lắp vô đây thì mình sẽ xài ra đây, xài vòi xanh vòi đỏ ở đây ha. Xài ra đây nè, chứ không phải là chứ không phải là mình lắp rồi mình xài trực tiếp dòi từ máy ra nha. Nguồn điện ở trên. Bóc treo khăn, treo quần áo. Đầy đủ hết ha. Và cái cửa nè. Đó, cửa nhà vệ sinh nè. Cửa này cũng xem cái cửa nhôm sinh pha nha cô chú anh chị. Nó khéo nè, mình đóng lại ha. Đó, đóng cửa lại nè, cô chú anh chị bạn nhìn thấy không? Ở lầu 1 và lầu 2 chủ nhà làm kiểu này ha. Đó, mình mở ra nè, mình chỉ cần đẩy ra thôi nè. Nè. Đó, đẩy đùa lại nè. Là không thấy ha. Rồi. Khu vực bàn trang điểm. Giường. Đó, đèn trang trí. Ở đây thì mấy cái hộc này kéo ra nè, nó kéo ra nè ha. Vô hồng đẩy vô nó tự hít nè, nó đẩy vô tự hít nè. Nó có mấy con lăng tự hít ha. Đây. Nhiều học như thế này. Và ở đây cũng vậy. Chỗ để chân đồng hồ nè. Đây cũng vậy ha. Này là chủ nhà đã thiết kế riêng cho mình luôn nha. Đó, đây cũng dưới đây nữa nè. Rồi, bộ bàn trang điểm ở đây. À, cho vợ trang điểm ở đây ha, ở dưới này có học,
có ghế. Rồi ngắm nhìn lại không gian của căn phòng. Căn phòng ở trên lầu 1 ha. Phòng này là phòng lớn nha. Cửa này thì cửa lực đẩy nha cô chú anh chị. Lật qua đẩy nè. Đó, ở dưới có đèn ha. Rồi mình đi trên lầu nha, mình cùng nhau lên trên lầu để khám phá ở trên lầu 2. Và đây là không gian toàn bộ không gian của lầu 1 và cầu thang đi lên đây. Rồi mình đi lên phòng lầu 2 ha. Khu vực này thì dán đá hết rồi. Mình đi lên lầu nha. Ở khu vực này thì chủ làm một cái chỗ để rượu nè. Đó, để rượu ha. Đây là cái kệ đó. Bằng gỗ tự nhiên nha. Rồi nhà vệ sinh trên lầu đây. Ở trên lầu thì có hai phòng ha, một phòng bên ngoài, một phòng bên trong. Ở trên thì chủ có làm cái hộc để chứa đồ ha, giúp mình để được nhiều đồ ha. Và đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây, cửa nhà vệ sinh này cũng giống như vậy thôi. Hả? Đẩy ra đẩy vô rồi ha. Muốn đẩy dính thì mình đẩy sát vô. Đó. Nhìn không biết là cái nhà vệ sinh bên trong luôn ha. Giống như cái tủ thôi. Mình mở ra ha. Nhà vệ sinh đây. Rồi. Kính. Chậu rửa. Tường nhà vệ sinh dán trên cao. Và ở trên có cái lỗ hút. Cái lỗ thông gió. Chậu rửa, bồn cầu, móc treo khăn. Ở đây cũng vậy nha cô chú anh chị. Ở đây vòi sen là âm vô trong, cái vòi nước âm vô trong. Vòi xanh, vòi đỏ âm vô trong. Và ở đây khi mình lắp cái máy nước vô, nguồn nước điện ở trên, nguồn nước, nguồn cấp ngược lại nguồn, thì mình sẽ đấu cái máy vô đây. Máy là chợ máy nóng trực tiếp. Thì mình đấu vô đây lấy ra. Đây cho vô nguồn lại. Và xài trực tiếp vô trong vòi này luôn ha. Đó, tường nhà thì dán cao đến trần luôn. Khu vực trên này chủ làm hai phòng ha. Ốp đá dạ gỗ nha. Một phòng bên tay phải và một phòng bên trái. Phòng ngoài, phòng mở là chung phòng làm việc luôn ha. Có giường tủ. Ủa, có tủ, có kệ treo. Đó, làm rất đẹp ha. La phong, nhưng mà la phong vực tấm nhưng mà rất là đẹp nha. Đèn này đèn đổi màu được hết. Trong đây chủ nhà gắn sẵn cho mình một cái tủ. Và cửa là cửa nhôm sinh pha ha. Đó, tủ nè. Vừa là cái tủ vừa là cái kính luôn cô chú anh chị. Đó. Tủ nè ha. À, để rất là nhiều đồ. Thành cái kính luôn đây, thành cái kính luôn nè. Đây không gian phòng ngủ ở trên lầu. Và kia là đường Hùng Vương, góc đường Hùng Vương, đường Lê Hồng Phong, nghe bến xe Thành Bưởi nha cô chú anh chị. Ở đây là giao giữa các quận ha. Quận 3, quận 5, quận 10 và quận 1 luôn nha. Bên hàng xóm mình là khu đất trống, là có thể mốt người ta xây cao ốc á. Đây, ở phía trước nhà mình, cái này là phần này của mình nha. Hả, phần này là của mình ha. À, ở ngoài đây thì chủ nhà làm sẵn cho mình một cái chỗ để phơi đồ nè. Qua vào bên kia thì mình sẽ xem chỗ phơi đồ ha. À, đẩy cái cửa bên kia phơi đồ. Máy lạnh thì chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình luôn. À, dành chiêu không? Rất đẹp ha. Xin nhắc lại vị trí căn nhà mình là nằm ở góc đường Lê Hồng Phong. Góc đường Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương nha cô chú anh chị. Đối diện với nhà thờ ha, hẻm 353 nhà sẹt 4A nha cô chú anh chị. Và đây có hai cái cửa sổ. Đây có cái ghế sẵn rồi ha. Ghế làm việc này ha. Đó, kính này là kính cường lực nha. Rồi. Mở ra đây là mình phơi đồ nè. Đó, cây này đẩy ra phơi đồ nè ha. Đó, mình phơi đồ nè.
thì nóc ha. Bên đây là đất trống của nhà hàng xóm nha cô chú anh chị. À, miếng đất này khá rộng luôn ha. Rồi cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong căn nhà nằm ở hẻm 353 đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, giáp với khu vực phường 1, quận 10, quận 5 và quận 1. Căn nhà này thì chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 4 tỷ 350 triệu đồng, 350 triệu đồng ha. Giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ, nhà có giấy chủ quyền Hồng. Căn nhà này là nhà xe chủ xây dựng để ở ha. Ai quên nữa, chứ khu vực đó chủ nhà làm chỗ mình đó, mình để máy giặt nha cô chú anh chị. Và chủ nhà xây căn này là để ở, hôm nay có nhu cầu cần tiền nên chủ bán. Bán với giá 4 tỷ 350 triệu ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79. Nhà kích thước ngang 6 và chiều dài 6 ha. Nhà thì nằm gần góc Lê Hồng Phong với đường Hùng Vương, ngay chỗ đối diện với nhà thờ, gần chợ đêm phường 1 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh và gần chợ Hoa Hồ Thị Kỷ. Ở đây giao giữa khu vực phường 1, phường 2, quận 10 và phường quận 5, quận 5 và quận 1, quận 3 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nha. Còn nếu cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu ký gửi nhà thì liên lạc 0933 78 78 78 để Vũ Hồng tới review nhà bán nhanh ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video review nhà lần sau nha.